thưa quý vị trước khi lên đường nhập ngũ ngày 26 tháng 2 lãnh đạo các địa phương trong tỉnh và tân binh đến diễn nghĩa trang liệt sĩ nguyện phát quy truyền thống cách mạng của quê hương các tân binh thể hiện quyết tâm sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ban chỉ đạo hội trại tổng quân thành phố tân an tổ chức lễ chân hương tượng đài long an trung dũng kiên cường trước đài tưởng niệm Đảng bộ chính quyền cùng 158 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024 của thành phố, nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống anh hùng của quê hương, rèn luyện, phấn đấu trở thành người lính anh bộ đội cụ hồ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đức Hòa, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo quyện và các tân binh đã dân hương chân qua trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và một phần các mẹ Việt Nam anh hùng. Các liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang quyện, thể hiện quyết tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2024, Đức Hòa có 251 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 56 chỉ tiêu công an, gồm một nữ và 195 chỉ tiêu quân sự lãnh đạo huyện Cần Đức và 246 thanh niên nhập ngũ năm 2024 dân hương dân qua tại tượng đài liệt sĩ và tháp hương mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân đối với những người con của quê hương đã hy sinh cuộc đời của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cần Đức là huyện có lực lượng vũ trang hoạt động rất sớm ở tỉnh Long An và Nam Bộ. Những hy sinh anh dũng của quân và dân Cần Đức được đảng và nhà nước ghi nhận, tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong không khí trang nghiêm thành kính, lãnh đạo quyện Cần Chuột và các tân binh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện quyết tâm sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2024, quyền có 225 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó có 189 là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và 36 chiến sĩ công an nhân dân. Tại đền thờ liệt sĩ quyền Thạnh Quá, bên cạnh đặt dòng qua và danh phúc mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng với cán bộ chiến sĩ và thanh niên trúng tuyển tổ chức thắp hương cho những người con ưu tú của quê hương đã cống hiến đem lại nền hòa bình độc lập tự do cho tổ quốc hôm nay được biết đợt này huyện thạnh quá có 110 thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Trước anh Linh, các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo quyền Tân Hưng và các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024, nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống anh hùng của quê hương, hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Được biết, huyện Tân Hưng có 82 công dân lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong đợt tuyển quân năm 2024, huyện Đức Huệ có 109 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Diễn nghĩa trang lịch sĩ trước khi lên đường nhập ngũ là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc